Comment cho em số 3 đi với chị. Mẫu sau lụa nha mọi người. Ở số 4 chứ sorry mọi người. Mẫu sau lụa Vân hơi bị đỉnh luôn. Mẫu sau giá cũng rất mềm mấy chị ạ. Nên là bây giờ đặt luôn giùm em nha. Em cấp trước cho cả nhà mình cái mã sản phẩm. Mẫu sau là một mẫu lụa Vân rất cháy hàng luôn mấy chị. Mặc vô nó thể hiện được cái sự quyền quy đẳng cấp của mọi người, cái sự sang trọng phú quý của cả nhà mình luôn. Mã sản phẩm là 6504. Đó. Đẹp không mấy chị? Trời ơi, đúng sang luôn mọi người ơi, đầm đẹp quá á. Em đầm này hiện tại em còn có hai size thôi nha. Nhưng mà may là hai size này khách em đông nè, size M và size L. Mấy size kia cháy hết, không còn một chiếc. Em còn cho mấy chị, em nhà mình size M và size L mỗi size 5 chiếc. Là đúng mùi chị được chốt em đầm này thôi nha cả nhà ơi, đẹp không? Size không mấy chị, lụa Vân nha. Nè, bên trong này nè, nó có lớp lót nè, nó lót từ tầng trên đổ lên. Còn phần dưới là mấy chị ơi, đẹp không? Quá xinh luôn, cái đầm này mặc đi chơi, đi ăn lễ, đi mặc Tết cũng được, đi du xuân cũng được ha. Đi ăn uống, cà phê, đi gặp đối tác khách hàng, cứu rinh cho em một em. Mã là 6504, chốt đơn trước đi mọi người. Mỗi size em nhận đúng 5 chiếc, size M và size L thôi nha cả nhà ơi. Size mấy size khác là em không còn một chiếc luôn. Bây giờ sale cho mấy chị nè, giá gốc thì mấy chị biết rồi. Trời ơi, chị, nhiều chị em nhà mình có cái đầm này quá ha. Cảm ơn chị Hồng Hạnh, mẫu này chị có rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị yêu. Rồi đúng rồi, như chị Hà Giang Huỳnh nè, kêu bạn bè vô giùm em mấy chị ơi, hôm nay sale lớn mà. Em là cũng vậy mấy chị. Chiều nay đâu phải kêu hàng xóm mấy cô mấy dì đi lên cửa hàng không mọi người. Rồi, mọi người lưu ý giùm em đặt hàng đầy đủ thông tin nha mấy chị ơi, đi tiệc cưới được không? Trời ơi, em thử cho mọi người xem luôn. Bây giờ cái đầm này nè mấy chị, mặc ngủ cũng được nữa. Nó quá sang mấy chị ơi, thiệt sự luôn đây. Các chị thấy chưa, đi sự kiện event rất đẳng cấp, rất đẹp. Giá gốc 580, hôm nay giảm cho mấy chị chỉ còn có 439.000. Cái đầm này mấy chị ơi, bán giá này là một cái mức giá em hứa luôn, không ai bán cho mọi người. Đây là cây vải độc quyền nha mọi người, hết size L luôn. Em còn đúng có size M, còn cho mọi người đúng 3 chiếc size M nữa thôi, hết luôn. Ồ, form đẹp quá. Cái màu này như màu gì em quên ta, đỏ hồng không chị? Đỏ hồng. Cây vải này bên em đặc quyền mấy chị. Cây vải này bên em là phải nói là sắp đứt hàng luôn á mấy chị ơi. Cái hàng này trên thị trường không ai có. Màu này đặc quyền của em My nha mấy chị ha, rất sang này. Đó, họa tiết lên mấy chị ơi, ăn tiền giả mang luôn. 439.000 cái đầm đi ăn tiền. Xuất sắc luôn, đi ăn tiền, đi chơi, đi cà phê em sẽ mix cho mọi người xem. Đây, đi ăn tiền. Mấy chị thấy sang không? Đẹp không mọi người ha. Cái này có túi hai bên luôn cho mấy chị nè. Cái túi làm sát mép quá mấy chị. Cái túi làm sát mép giả mang luôn. Cái form này nè, ở ngoài ta bán cả triệu mấy á các chị. Tại vì cây vải lụa Vân là một cây vải hiếm, không có dễ dàng gì để mà mình có thể nhập về đâu các chị. Tại vì nó đắt quá. Với lại là em may cho mọi người size lớn nhưng mà em cháy hết hàng rồi. Bây giờ em còn cho mấy chị là size M thôi. M là từ 46 cho tới 52 cân. Là mình mặc rất đẹp mấy chị, lên cái da mình trắng tươi. Cổ này mấy chị thấy không hở nha mọi người, không hở tay. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. 6504 gặp ngang giùm em số điện thoại kế bên. Chốt đơn liền mọi người ơi. Hết hàng là hả em tiếc, em ngồi em khóc giùm mọi người, đẹp lắm mấy chị, ngoài nó đẹp lắm. Rồi cảm ơn chị Bảy Tuấn nha, cảm ơn chị Hồng Nguyễn nha. Chị Thúy Ái ơi, thiếu thông tin người đẹp ơi, cái này á mình đặt hàng mà mình comment vậy là chết luôn á. Không có hàng đâu chị, thiệt sự. Cái mã sản phẩm gặp ngang cho em số điện thoại. Các chị thấy không, các chị em khác nè. Đó, đặt hàng chị Dung Lê là mua hai chiếc luôn nè. Dạ cảm ơn chị Sơn Hà đã tan chị Phương Hồng vào ha. Đẹp quá mà không có size 2X, em bán hết giờ chị. Em bán hết hôm nay em mới dám like mọi người, chứ mọi khi là em không dám like luôn. Em biết mặc dù nó đẹp thiệt á mọi người, nhưng mà bán giá này thôi, còn ít là thôi bán luôn. Chị Kim, rồi ok mọi người. Cái em đầm này á, em còn cho mấy chị size M thôi. Mấy size lớn em hết trơn rồi mấy chị, em không có về được luôn. Cái mẫu này em còn đúng mất mình size M là từ 40 cho tới 52 cân. À, từ 46 cho tới 52 cân nha, sorry mọi người. Từ 46 cho tới 52 cân mọi người, chốt đơn giùm em. Được mà, comment cho em cú pháp là 6504 gạch ngang số điện thoại kế bên. Được không ạ? 6504 gạch ngang số điện thoại kế bên để mà mình còn có đơn hàng. Em đầm này em còn đúng duy nhất size M, size L rồi gì là hết sạch rồi mọi người ơi. Thí dụ như cái mẫu này mấy chị em nào mà mình cái số cân mình cao, đúng không, mình số cân mình cao cũng như là cái chiều cao mình cao thì mình cũng có thể mặc được. Nhưng mà cách tốt nhất
mấy chị để cho em lại cái số điện thoại kèm cái mã sản phẩm, mã đầm này là 6504, gạch ngang số điện thoại. Bây giờ em nhận đúng 3 chiếc size M, chị nào chốt luôn comment cho em nha mấy chị ơi, nó hết hàng là tiếc lắm. Cái tù này em làm đẹp lắm mấy chị, chỗ cái đầm này xinh quá à mọi người ơi, thiệt sự luôn á, đẹp quá trời quá đất đẹp luôn. Cái đầm này mọi người có thể là phối với túi trắng đi chơi, đi cà phê cũng được nè, mấy chị đi du lịch đồ gì được hết nha mọi người. Đi làm luôn 439.000 chứ không phải 499 hay 450. Mấy chị nhớ không, lụa vân em không bao giờ em bán giá này. Lụa vân á, thứ nhất 580 hoặc sale nữa cho mọi người 522, hoặc giảm nữa luôn 499, hoặc giảm chót luôn nha 450 thôi em ngưng. Tại vì lụa vân nó đắt quá mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. Và đây là cây vải độc quyền của em luôn mấy chị, cây vải độc quyền của em My. Em My chỉ có cái mẫu này, cái gam màu này, cái họa tiết này là chỉ có mình em My bán thôi nha mấy chị. Đó mấy chị thấy sang chảnh không? Trời ơi, mặc cái đầm vậy là mới đã mấy chị. Trời ơi, sang chưa mọi người? 439.000 chốt đơn giùm em nha. Mua hàng mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán luôn, được không ạ? À? Và được tích lũy điểm mỗi lần các chị mua hàng thành công. Nên là bây giờ ai chưa chốt cái mẫu này comment cho em luôn để em chốt đơn luôn cho mấy chị. Tại vì mấy chị đặt chậm quá là nó hết hàng. Chị nào thiếu thông tin là em không chốt được. Em chuẩn bị qua mẫu rồi. Em Ngân chuẩn bị qua mẫu rồi mấy chị. Đẹp quá, cảm ơn chị yêu nha. Chị nào đặt hàng đầy đủ thông tin em mới chốt. Mấy chị lưu ý cái mã này nè, 6504, là bây giờ em chỉ còn đúng một mình size M thôi, là từ 46 cho tới 52 cân. Mấy chị cứ nằm trong cái khoảng đó là mấy chị cứ lên đơn cho em. Em Ngân chuẩn bị qua mẫu rồi. Nhận đúng 2 chiếc size M nữa hết luôn, qua nha. Comment số 5 giùm em luôn mấy chị. Số 5, lên số 5 mọi người ơi. Comment số 5 nha mọi người. Bây giờ ai mà thiếu thông tin là chắc chắn chị đó là không có được chốt đơn đâu. Comment có cái mã không là em không chốt được nha. Comment số 5 giùm em Ngân qua mẫu nha cả nhà.